Hai triều đại hoàng kim trong lịch sử Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, triều đại được coi là hoàng kim nhất là triều đại nhà Lý, từ năm 1009 đến năm 1225, và nhà Trần, từ năm 1225 đến năm 1400. Hai triều đại này được xem là thời kỳ phát triển rực rỡ về kinh tế, văn hóa, nghệ thuật và quân sự của Việt Nam. Triều đại nhà Lý, từ năm 1009 đến năm 1225, là một trong những giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử Việt Nam. Kéo dài 216 năm, triều Lý được thành lập bởi Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, vào năm 1009, sau khi ông lên ngôi, chấm dứt thời kỳ bất ổn của nhà Tiền Lê. Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của ông là rời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình, về Thăng Long, Hà Nội, vào năm 1010, mở ra một thời kỳ phát triển lâu dài cho vùng đất này. Nhà Lý đã xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh. Với việc củng cố hệ thống quan lại và bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhà Lý cũng ban hành nhiều chính sách tiến bộ như bảo vệ quyền lợi nông dân, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và mở rộng đất đai. Triều Lý đã tổ chức quân đội mạnh mẽ và có chiến lược linh hoạt trong việc phòng thủ và đối phó với các cuộc xâm lược từ bên ngoài, đặc biệt là từ nhà Tống, Trung Quốc và Champa, phía Nam. Chiến công nổi bật nhất là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống vào năm 1075 đến 1077 dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, với chiến thắng vang dội trên sông Như Nguyệt. Phật giáo trở thành quốc giáo dưới thời nhà Lý, với sự phát triển mạnh mẽ của các công trình Phật giáo như chùa chiền, tháp, tượng, trong đó nổi bật là chùa Một Cột và chùa Diên Hựu. Văn hóa nghệ thuật như ca múa, nhạc và thơ văn cũng phát triển rực rỡ. Lý Thái Tổ còn đề cao các giá trị văn hóa và đạo đức, tạo nên sự hòa hợp trong xã hội. Thời Lý, nông nghiệp là nền tảng kinh tế chủ yếu với các chính sách khuyến khích khai hoang, lập đồn điền và xây dựng hệ thống thủy lợi giúp ổn định sản xuất. Thương mại và thủ công nghiệp cũng được khuyến khích phát triển, tạo nên một nền kinh tế thịnh vượng. Nhà Lý suy yếu dần vào cuối thế kỷ 12 do những cuộc tranh chấp nội bộ và sự nổi dậy của các thế lực phong kiến địa phương. Triều đại này kết thúc vào năm 1225 khi Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của nhà Lý, nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần. Triều đại nhà Trần, từ năm 1225 đến năm 1400, là một trong những triều đại hùng mạnh và thịnh vượng nhất trong lịch sử Việt Nam. Kéo dài 175 năm, nhà Trần được thành lập năm 1225 khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở đầu triều đại với Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên. Nhà Trần nhanh chóng củng cố quyền lực, xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh và đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển rực rỡ. Triều Trần nổi bật với hệ thống chính trị vững chắc và khả năng quản lý hiệu quả. Các vua Trần thường chia sẻ quyền lực với hoàng tộc và các vương hầu qua chế độ Thái Thượng Hoàng, giúp duy trì ổn định chính trị và tạo nên sức mạnh đoàn kết nội bộ. Nhà Trần nổi tiếng với các chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược vào các năm 1258, 1285 và 1288. Những chiến thắng này không chỉ giữ vững độc lập cho Đại Việt mà còn ghi dấu ấn của các vị tướng tài như Trần Hưng Đạo, người soạn Hịch Tướng Sĩ nổi tiếng và trận chiến lịch sử trên sông Bạch Đằng năm 1288. Kinh tế dưới thời Trần phát triển thịnh vượng với nông nghiệp là nền tảng chính. Nhà Trần chú trọng khuyến khích khai hoang, xây dựng hệ thống thủy lợi và cải cách ruộng đất để ổn định đời sống nông dân. Thương mại và thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ với các hoạt động giao thương cả trong và ngoài nước. Triều Trần nổi bật với sự phát triển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, tạo nên một nền văn hóa đa dạng và phong phú. Văn học và nghệ thuật cũng phát triển mạnh với nhiều tác phẩm văn học, thơ ca và lịch sử nổi tiếng. Nhà Trần đã tổ chức các kỳ thi nho học, tuyển chọn nhân tài, phát triển giáo dục và học thuật. Xã hội thời Trần khá cởi mở với các hoạt động dân sự như lễ hội, tôn giáo và thể thao, đặc biệt là hội thi đấu vật, bơi chài. Nhà Trần cũng đề cao tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước, đặc biệt là trong bối cảnh kháng chiến chống ngoại xâm. Từ cuối thế kỷ 14, nhà Trần dần suy yếu do các vấn đề nội bộ, tham nhũng và sự nổi dậy của các thế lực phong kiến địa phương. Cuộc khởi nghĩa của Hồ Quý Ly dẫn đến sự sụp đổ của triều Trần vào năm 1400 khi Hồ Quý Ly lên ngôi, lập ra nhà Hồ. Triều đại nhà Trần đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam với những thành tựu về quân sự, văn hóa và phát triển kinh tế, đồng thời là biểu tượng của tinh thần anh dũng và đoàn kết dân tộc.